哪里哪里？警卫室，狼群集合。不可以把哪里？警卫室，狼群集合。动过去。我就说他 DHCP。快点！自动获取的话，这里就不用设置网络了。我们要设一个群，带好狼群。我要三红轮椅，有两三轮。可以啦，你又几蚊礼啊？答我少用啊，嚟用嚟品木嘅。嚟用大啊！啊 ，OK， 真系。真系啊，攞几吉吉礼嚟用用大二只嘅买边攞去。要搵机台整个。只系职能又一项方。真系有数目啊！有。整错呢？有。真系啦，矮咯嘛，要充会管制嘛。啊。OK。你又揾細嚇，兩雙嚟出到，就撳兩條繩啊，雙啊。你正咪當啊，整個休閒點看啊？笨佬，係咁解，係啊，笨佬邊住？收尾嚇。係，再整入咗啫冇。入，嗌針針去啊入。針針啊。就係捉本少仔。睇我老味，介紹咩？你嗰爺阿孫咧用掣就咁樣咁樣，啲掹低呢啊，就喺腰會揾掣，唔係就陰功嘅。嗯，都係第一喐碌埋光，個底喐換掣。底喐換掣咁，狂陰功嘅啊，就係攞啲掹低嘅。你贏咪攞嘛？哎呀那也三个会管理了哈。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 那không phải là mặc định là hả? Để mặc định chị khỏi bị nhầm. Vậy tới lúc mình lấy em phải lấy số cho công nhân. Em phải lấy số thẻ cho công nhân thì cũng bắt số đây thẻ mà, là chị lên trên kia chị đổi, còn này là cái số thứ tự. Đúng rồi. Số thứ tự. Nha. Cái này cái tên ha. Chị muốn đặt gì thì chị bấm vô chị ấy. Ừ, hỏi lấy tên. Hỏi cái tên lên trên máy đổi cũng được. Hỏi lấy tên. Hả? Rồi ha. Ủa chị lấy băng tay. Dùng lấy thử cho chị người này lấy lại. À. Số 2 ha. Rồi nhập băng tay giúp mình. À, số 2 xong rồi tới người khác là số 3, số 4, số 5, số 6 vậy đúng không? Nói chung là y chang bên đó mà. Nói chung là y chang hết. Y chang luôn mà. Chẳng qua cái giao diện nó tiếng Hoa, đổi qua tiếng Hoa. Đổi qua tiếng Hoa thôi, giờ cái máy này nhỏ hơn thôi. Mấy đời sau nhỏ hơn. Vậy được rồi. Rồi ha, bấm lưu lại ha. Giờ chị bấm thử cái băng tay chấm công. Ok ha. Ok. Ừ. Vậy bây giờ xóa cái đó đi. Chị có chị. Mày lấy số mày luôn hả? Ừ. Ủa? Mày số. Số này mày chỉ đổi trên máy thôi, cái này là số thứ tự nó nhảy mà. Mày muốn đổi trên máy rồi sẽ đổi lại.